Xin chào các bạn, mình là Tò Mò. Trước đây thì mình là tay máy, và ngày hôm nay thì mình sẽ ngựa quen đường cũ, dẫn dắt các bạn đi ăn trộm. Thực ra thì mình đùa thôi. Ý của mình sẽ là đi ăn trộm trong cái tựa game King of Thieves mới ra mắt của Gentolab, nhà phát hành mà là chủ của cái series Cut the Rope nổi tiếng. Và đây thì sẽ là giao diện chính của King of Thieves. Cái nhân vật chính của chúng ta thì sẽ là cái thằng này, được vẽ ra đơn giản, chỉ đơn giản là một cái cục màu đen và đeo mặt nạ. Và nó thì đang ở trong ngôi nhà của mình. Các bạn có thể tưởng tượng như kiểu như là Clash of Clans vậy. Các bạn sẽ được sở hữu một cái vương quốc của riêng mình, và sau đó thì sẽ đem quân đi đánh những cái vương quốc khác. Và cái nút attack này thì sẽ là cái nút mà dẫn dắt chúng ta đi vào con đường tội lỗi, ăn trộm nhà người khác. Và đến đây thì màn hình sẽ chia làm hai nửa. Một nửa thì chúng ta sẽ đi ăn trộm ăn cắp offline, có nghĩa là theo story mode. Còn nửa bên này thì sẽ là ăn trộm ăn cắp online, có nghĩa là đi ăn trộm ăn cắp của những người chơi giống chúng ta trên khắp thế giới. Đây, đầu tiên thì mình sẽ thử ăn trộm ăn cắp offline cho các bạn xem. Và đây là cái nhìn toàn cảnh của cái nơi mà chúng ta sẽ thực hiện cái việc phi vụ trộm cắp. Những cái bẫy này và cái con lính canh nó đang đi lại đây sẽ là những cái cản trở chúng ta. Còn đây sẽ là cái cánh cổng nơi mà chúng ta đột nhập vào. Chạm màn hình. Thì cái cánh cổng này nó có tất cả là 5 khóa, và chúng ta sẽ phải bấm thử lần lượt các khóa. Nếu mà may mắn thì sẽ tốn ít chìa khóa hơn. Không được rồi, mất 1 chìa. Không được. Rồi, ok, mình đã mất 3 chìa. Và đến đây thì chúng ta sẽ phải tính toán một chút. Để sao cho cái thằng trộm chúng ta không chạm vào bất cứ một cái bẫy nào. Chỉ cần chạm vào một lần thôi là chết luôn, chơi lại từ đầu. Nào, thử nhá. Thằng trộm này nó trình độ parkour khá là kinh khủng, nhưng mà nó bay nhảy như chim. Bình tĩnh. Rồi, ui, chết rồi. Đấy, các bạn có thể thấy là chỉ cần chạm vào một phát thôi là chết luôn, chơi lại từ đầu. Và sau mỗi một lần các bạn chết thì cái chỉ số máu này nó sẽ tụt. Khi mà về không thì sẽ chết hẳn và không chơi tiếp nữa. Và cũng sau mỗi một lần chết thì cái số vàng này nó sẽ tụt dần. Đến khi nào mà nó còn không đồng thì chúng ta sẽ không ăn trộm ăn cắp được cái gì. Nhảy, đó các bạn. Khi mà chơi ở chế độ story mode thì tiền bạc không phải là vấn đề. Nhưng mà khi chơi ở chế độ online mode thì tiền bạc chính xác là vấn đề. Ở đây thì mình đang ghé thăm một cái dungeon của một cái người chơi tên là Brahms. Anh ta có 2.000 tiền, có nghĩa là khi mà mình ăn trộm được trong lần thử đầu tiên thì mình sẽ được chọn cái số tiền 2.000 tiền này cộng với lại hai cục game đang ở đây. Cái dungeon này thì khá là khó, cho nên là nếu các bạn cảm thấy quá khó thì chúng ta có thể bấm nút skip ở đây để có thể chọn một cái dungeon khác. Cái dungeon này còn khó hơn, nhưng mà bù lại thì tiền nhiều hơn. Mình sẽ thử cho các bạn xem. Ok. Một phát ăn luôn. Hy vọng là cái lúc ăn trộm thì mình sẽ được may mắn như vậy. Như nào? Ui. Khó. Never give up. Tiến lên, quay lên. Thôi, xấu hổ quá, mình thoát đây. Cái điều mà tạo nên độ khó của cái trò chơi này, nó là có rất là nhiều các thể loại bẫy. Và càng chơi về sau thì người chơi càng có khả năng unlock được những cái loại bẫy nguy hiểm hơn, khó khăn hơn. Một điều quan trọng nữa đó là mỗi một người chơi thì đều có khả năng sắp xếp những cái bẫy của mình sao cho nó thật khó để cho không ai có thể ăn trộm được. Đó mới là điểm quan trọng và tạo nên cái hay của trò chơi. Tí nữa thì mình sẽ cho các bạn thử sắp xếp các loại bẫy ở trong cái ngôi nhà của mình. Yeah. Đó, sau khi mà đã quẩy xong cái ngôi nhà của cái anh bạn này thì mình đã được 5.400 tiền, rất nhiều. Thôi, vui chơi ra đủ rồi, mình sẽ quay lại ngôi nhà của mình và chỉ cho các bạn chúng ta có thể làm gì ở cái ngôi nhà này. Ở đây thì sẽ có một cái kho vàng. Cái kho vàng này thì nó sẽ tự đầy lên theo thời gian, giống với lại kho vàng ở trong Clash of Clans. Chính xác hơn là mỏ vàng. Đó, 4.000 tiền. Đây thì sẽ là menu nâng cấp cái trang thiết bị ở trong ngôi nhà của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh sửa những cái loại bẫy ở trong ngôi nhà của chúng ta. Tên trộm sẽ đột nhập vào cái cánh cửa này, cho nên là mình sẽ để một cái bánh răng cưa ở đây để làm khó chúng. Ở đây thì
chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ là tại sao không để hai cái bánh răng ở đây luôn và tên trộm sẽ không thể đi qua được. Tuy nhiên các bạn nên nhớ là để có thể lưu lại được thì các bạn sẽ phải chính tay các bạn đột nhập được qua những cái hệ thống bẫy mà các bạn vừa mới setup hai lần liên tiếp. Và như vậy là gần như đây chắc chắn sẽ là điều không thể, và các bạn sẽ không thể sử dụng được cái setup này mà sẽ phải sửa đổi một chút cái nút này. Với cái nút này thì các bạn sẽ có thể thay đổi những cái loại hình bẫy khác nhau. Cái loại hình bẫy mà mình đang sử dụng là cái loại free. Còn nếu mà mất 30.000 tiền, wow, thì chúng ta sẽ có thể có thêm được một cái khẩu canon. Còn cái loại mà mất 20 kim cương thì chúng ta sẽ có hai canon và một thằng lính rất đắt. Thế nhưng mà mình sẽ chơi quẩy luôn. Rồi, thử xem sao. Rồi, ok, xong rồi, ổn rồi. Mọi chuyện đều ổn. Đó, như vậy là mình đã lưu xong. Rất là mệt mỏi khi mà có mỗi cái việc edit thôi mà nó cũng bắt chúng ta phải chơi. À, còn một điều nữa là các bạn còn có thể nâng cấp được cái khẩu canon này lên. Nâng cấp lên thì cái khẩu canon này sẽ có đam to hơn, từ 5 lên 6 đam. Mất 3.000 tiền mình không đủ tiền rồi. Khi mà bấm vào cái thằng trộm, nhân vật chính của chúng ta, thì chúng ta sẽ có thể thay đổi ngoại hình của nó. Có rất là nhiều các thể loại quần áo. Và những cái quần áo này không đơn giản chỉ dùng để đẹp, mà nó còn có những cái tác dụng. Ví dụ như là cái bộ quần áo cuối cùng này thì sẽ cộng được 130 máu, 30 tăng thêm 30 số tiền, 30% game nữa. Rất là nhiều, nhưng mà cái giá của nó thì không hề rẻ. Những cái lá hay là nấm này thì sẽ có thể được lấy bằng kim cương, có nghĩa là chúng ta sẽ phải dùng tiền thật để có thể mua được những cái này. Đây thì sẽ là Defense Locks, có nghĩa là những người mà đã từng đột nhập vào căn nhà của chúng ta. Ở đây thì chúng ta còn có thể xem lại cái quá trình mà họ ăn trộm ăn cắp để cải thiện. Ủa, sao cái thằng này nó có nhiều? What the fuck? Mình đã phát hiện ra tại sao mà cái thằng lúc nãy nó lại có rất là nhiều cái thằng ăn trộm. Đó là một cái option ở đây. Bấm vào, gang up tips. Thì đó, ý nghĩa của tất cả những cái việc đi ăn trộm rồi lại bảo vệ nhà của mình sao cho người khác không ăn trộm được, ăn trộm cắp qua lại như vậy là để vươn lên trong bảng xếp hạng, xem ai là người giàu nhất trong cái thế giới trộm cắp này. Ở đây thì mình đang xếp hạng thứ không biết bao nhiêu, nhưng mà mình mới level 4 thôi, cho nên là chắc là số nó cũng to. Và đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong tựa game King of Thieves. Cái tựa game này thì hay ở chỗ là chúng ta sẽ ăn trộm ăn cắp qua lại lẫn nhau. Khi mà có người ăn trộm đồ của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể ăn trộm lại và kiếm lại tiền, kiếm lại kim cương, và cái mục đích cuối cùng là sẽ trở nên giàu có nhất để có thể vươn lên trong bảng xếp hạng, trở thành King of Thieves. Chúc các bạn vui vẻ với King of Thieves. Xin chào và hẹn gặp lại.